Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Người Kể Chuyện Ma. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một bộ truyện ngắn Chuyến Xe Đêm của tác giả Huỳnh Thiên Hương qua diễn đọc Minh Tuyết. Kính chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật vui vẻ và đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách theo dõi kênh và ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo ngay khi chúng tôi phát hành bộ truyện mới. Mười một giờ đêm, Lý mới trở về nhà trọ của mình. Cậu vừa chạy xe đến cổng thì người phụ trách đóng cửa cũng vừa rút chìa khóa ra khỏi ổ quay đi. Lý hoảng hồn phóng xuống xe, tay nắm lấy cửa nhỏ giọng mà kêu: "Dì ba ơi, mở cửa cho con với." Người được gọi là dì ba quay đầu, cố gắng mở to đôi mắt đã lèm nhèm nước vì ngáp, rồi hỏi: "Bây là thằng nào đấy?" "Con là Lý, ở phòng 12 nè dì." Dì ba xem như là quản lý ở đây, vừa nghe báo xanh liền biết Lý là ai, nhưng thái độ vẫn hầm hực khó chịu, quay người lại mở cửa cho cậu. Cửa vừa mở, Lý nhanh chân lè tay dắt chiếc xe quay từ đời nhà Minh của mình vào, sau lại quay đầu cười cười nhìn bà nói một lời cảm ơn. Dì ba trong khu nổi tiếng là khó tính, con gái đi ngang bà hở một miếng da đùi cũng bị bà mắng lên bờ xuống xuồng, đi đêm thì là làm gái làm gà. Nhưng đối với Lý, người mới dọn đến đây chưa được bao lâu, cậu vẫn thấy dì ba không hề xấu như lời bọn họ vẫn nói. Điển hình như mấy lần cậu về khuya, lúc nào cũng vừa lúc bà Gia Hiên ngồi hóng gió nên tiện mở cửa. Cậu biết bà đang đợi cậu, nhưng sợ người khác nói bà thiên vị nên cửa thì vẫn mở, mắng thì vẫn mắng. Cậu nghĩ bà đối với mình đặc biệt hơn là vì tuổi của cậu trông sắp xỉ với đứa cháu đang học đại học ngoài Hà Nội của bà. Có lần cậu giúp bà khuân đồ vào trong nhà, nhìn thấy ảnh chụp của cậu ta, ánh mắt của bà nhìn mấy tấm ảnh lúc nào cũng buồn buồn, nhưng khi được hỏi lại hồ hởi khoe khoang cháu trai của mình học giỏi, đẹp trai, tốt tính cỡ nào. Cậu đây là được thơm lây từ cháu trai của bà nên mới có đặc quyền về trễ này. Dì ba nhìn cái áo Grab trên người của Lý, đang định phản nàn nhưng lại nuốt ngược vào trong, nhỏ giọng mà bảo: "Thôi, để tao xin ông chủ đánh cho bay thêm một cái chìa khóa, chứ ai rảnh đâu cứ đứng đợi cửa bay hoài." "Dì giúp được vậy con mừng lắm, chứ sắp tới chắc là con hay về khuya lắm đó dì." Dì ba cũng chỉ là dân thuê trọ ở đây, nhưng vì bà là dân ở lâu năm nên ông chủ trọ đưa cho bà giữ chìa khóa cổng. Không gian phòng trọ ở đây tương đối nhỏ nên bình thường dân cư hay để xe trước cửa, vì thế cổng sắt bên ngoài đúng giờ phải khóa lại. Lý cũng hiểu điều đó, nhưng từ tuần trước cậu đã ứng tuyển làm tài xế công nghệ cho bên Grab nên việc về khuya là khó tránh khỏi. Cậu còn đang định đi tìm cơ hội nói chuyện này, ai ngờ dì ba lại mở lời trước. Bà hiểu được cho cậu, cậu cũng đỡ phải giải thích lòng vòng. Từ ánh đèn trước cổng, dì ba có thể nhìn thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt của Lý, liền thấp giọng: "Bây cũng đi chạy xe ôm, người ta cũng chạy xe ôm, mà sao tao thấy người ta khỏe xe, còn bây từ sáng đến tối chẳng thấy mặt mũi, bây đang cần tiền lắm hay sao mà gắng giữ vậy?" Lý lại cười cười: "Thì người ta là làm lâu dài mà gì, còn con chỉ làm chừng một tháng là phải nghỉ để tập trung đi học, nên giờ phải tranh thủ kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Thôi, bây về phòng nghỉ đi, tao cũng về để đi ngủ đây." Lý cũng đã mệt nên vừa nghe bà nói như vậy không nề hà tìm thêm chuyện để nói tiếp. Dì ba nhìn theo bóng lưng của Lý khẽ thở dài. Đều cùng tuổi nhưng thằng cháu đích tôn của bà lại ham chơi hơn ham học. Từ nhỏ đến lớn bề cha mẹ cưng chiều giết rồi thành hư, giờ ai nói cũng không thèm nghe. Bà thương thì thương nhưng trong lòng cũng thất vọng lắm. Bởi vậy lúc Lý dọn đến đây, vợ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện khiến cho bà rất thương. Quay người đi về phòng trọ của mình, mới đi được một bước, sau lưng liền truyền đến một tiếng bước chân. Bà nhìn lại thấy Lý trên tay cầm bịch ni lon đựng gì đó đi nhanh tới. Lý đưa bịch ni lon ra trước mặt dì ba rồi bảo: "Cuối cuối con chờ ông chủ bán trái cây về nhà nên ông ấy cho con mấy trái dưa gang, dì để vô tủ lạnh, rành rành lấy ra đầm đá đường ăn cũng ngon lắm."
Sĩ ba định từ chối nhưng thấy Lý nhiệt tình nên cũng đành nhận lấy, nói một tiếng bảo cậu đợi rồi đi vào trong nhà lấy ra hai con khô cá lóc đưa lại. Cái này là mắc lắm nha, của con là đồ cho, làm sao con lấy cho được. Cầm đi, nhiều quá tao ăn không kịp, nó mọc sỏi hết cả ra. Cuối cùng vẫn không thể từ chối, Lý cầm hai con khô cá lóc bừa chàng trở về phòng. Đã lâu không ăn nên cũng thèm, chạy xe rong rong ngoài đường cả ngày cũng chưa có gì bỏ vào trong bụng. Nhưng cậu lại sợ mùi khô làm phiền hàng xóm nên đành giải quyết cái bụng đói bằng mì gói cho nhanh lẹ. Vừa bỏ cái nón bảo hiểm trên bàn, điện thoại Lý cũng reo lên. Thấy người gọi đến là mẹ, nhanh chóng bắt máy. Sao giờ mẹ còn chưa ngủ? Mẹ Lý ở dưới quê cùng với chị gái và anh rể của cậu. Tuổi bà cũng lớn rồi, với lại sức khỏe cũng kém lắm. Thấy bà gọi giờ này nên cậu lo lắng là bà không thể ngủ. Mẹ Lý lại khàn khàn giọng nói. Ngủ rồi, giật mình thức dậy. Nghĩ giờ này bây chưa ngủ nên gọi xem thử. Con cũng vừa xong việc, giờ đi tìm cái gì ăn rồi cũng đi ngủ luôn. Mẹ Lý gật gù như đã biết, nghĩ đến gì đó liền nói thêm. Cái việc chạy xe của bay đấy, sắp tới hạn chế chạy buổi tối đi nhá. Sao vậy mẹ? Mẹ nghe được cái gì à? Lý lại ngạc nhiên. Mấy bữa trước thầy Sáu có dịp về quê nên chị bay dẫn tao qua đó hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lúc chuẩn bị về, ông ấy có sẵn mẹ kêu con thời gian tới nên hạn chế đi đêm, tốt nhất là đừng đi. Bảo là có duyên âm nào đó đang đợi, hễ mà dính vào là thọ mệnh bị hao hụt, sức khỏe bị ảnh hưởng đấy. Lý tưởng ra chuyện gì lớn, ai ngờ lại là mấy chuyện mê tín. Cậu lại cười cười đáp. Đã tính ra được như vậy, sao mẹ không hỏi thử ông ấy tính xem khi nào con giàu. Mẹ Lý biết con trai không tin vào mấy chuyện này, trước giờ bà cũng không để ý, vì bà cho rằng mỗi người sống trên đời đều có sứ mệnh và thử thách phải hoàn thành. Nếu tính ra rồi làm khác lại sai với sự sắp xếp của số phận, không chừng lại thành tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nữa ấy chứ. Nhưng thầy Sáu là anh em chí cốt của cha Lý, người ta đã có lòng nhắc nhở nên bà không thể nào xem nhẹ. Hơn nữa con trai còn ở xa nhà, nước xa không kịp cứu lửa gần, lỡ có chuyện gì bà có cánh cũng không thể bay đến cho kịp. Nghe được tiếng thở dài của mẹ, Lý biết mình đã lỡ lời liền nhanh chóng lên tiếng ngay. Con sẽ hạn chế đi đêm, mẹ đừng lo nghĩ nhiều quá. Không phải mẹ thường nói mỗi người có một số phận riêng sao? Nếu như số phận sắp đặt con phải trải qua những chuyện đó thì làm sao mà tránh, có phải không mẹ? Mẹ Lý nghe con trai thấu hiểu như vậy cũng cảm thấy an ủi, dặn dò cậu giữ sức khỏe xong thì tắt máy. Đặt điện thoại xuống, Lý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài ra một hơi, lẩm bẩm mà bảo. 20 năm sống trên đời, duyên với người dương còn chưa thấy, huống chi là với người âm. 5 giờ sáng, Lý đã rời khỏi phòng trọ. Buổi sáng hay có mấy người phụ nữ muốn đi chợ sớm sẽ gọi tài xế, tranh thủ một chút liền kiếm được không ít. Lúc trước cậu còn hay nói đùa với mẹ rằng bây giờ chỉ cần cậu mở mắt ra liền có thể kiếm được tiền ngay lập tức. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cầm theo chìa khóa rời khỏi phòng, dắt xe ra tới cổng thì nhìn thấy dì ba ngồi trên ghế đá trước cửa. Trong khu trọ này bà là người thức sớm nhất, không phải là để mở cửa mà vì không ngủ được thêm. Mỗi ngày tầm 4 giờ hoặc 4 giờ rưỡi bà đã thức giấc rồi, ngồi ở trước cửa, ai đi qua cũng hỏi đôi ba câu. Lý gọi bà một tiếng rồi bảo, dì có mua cái gì không? Chút chạy ra chợ rồi con mua giùm cho. Dì ba lại xua tay. Thôi, bay đi làm chuyện của bay đi, tủ lạnh trong nhà còn nhiều đồ ăn lắm. Dạ, vậy con đi trước nha. Lý leo lên xe sẵn sàng cho chuyến xe đầu tiên trong ngày. Dì ba tự dưng cũng đứng lên, đi đến bên cạnh vỗ vỗ lên yên xe, nhỏ giọng dặn dò. Ừ, sáng ít xe nhưng mà cũng chạy đàng hoàng biết không? Dạ, con biết rồi. Lý đã có một buổi sáng bận rộn, sau đó phải đến hơn 8 giờ cậu mới có thời gian rảnh để giải quyết cái bụng sớm đã đói meo. Đi đến quán ăn quen thuộc, vài người bạn chạy Grab đã có mặt trước, mọi người đều là bạn học đại học,
mỗi sáng đều sẽ đến đây ăn sáng uống cà phê vì giá cả hợp lý và không gian rộng rãi. Lý đi đến quầy cơm gọi một phần cơm đặc biệt cùng một ly cà phê sữa nhiều cà phê như mọi lần, rồi mới đi đến chiếc bàn có vài người đang ngồi sẵn ở đấy. Ca làm việc bọn họ được chia thành nhiều giai đoạn: sáng sớm, sáng, trưa, trưa muộn, chiều, chiều muộn và tối khuya. Giờ này xem như là kết thúc một ca, ăn sáng xong thì vào ca thứ hai. Lý ngồi xuống ghế, nhìn quanh hỏi bạn học của mình: chà, bữa nay Kiệt trúng mánh hay sao mà giờ còn chưa thấy? Chiều hôm qua mẹ nó lên đưa nó về quê rồi, bạn học lại đáp. Lý nhíu mày ngạc nhiên: vậy mà bữa trước nó nói trong một tháng nó kiếm được 10 triệu, không đủ là không về quê. Sáng qua còn than không có tiền ăn mà giờ lại về quê mất rồi là sao? Bạn học lắc đầu, trên nét mặt phảng phất một chút sợ hãi. Không phải đâu, nó bị vong ám nên người nhà lên đưa nó về làm lễ trừ vong đấy. Mày nghe ai nói á? À, mày ở chung khu trọ với nó mà. Mà chuyện sao vậy? Kể tao nghe với. Bạn học trong lớp hớp một cụm cà phê đắng nghét, nhìn ánh mắt tò mò của mấy bạn học khác, liền hắng giọng một tiếng, như một nhà truyền giáo bắt đầu kể lại những chuyện hắn đã nghe. Chẳng là mấy ngày trước, Kiệt thường than với hắn rằng gần đây cậu ta luôn cảm thấy cả người nặng nề, còn nói buổi tối hay nghe được tiếng gõ cửa, nhưng khi mở ra lại không có ai. Buổi tối liên tục bị đánh thức, khiến cậu ta không cách nào ngủ ngon, cả người cứ luôn trong trạng thái kiệt sức. Chiều hôm qua lúc chạy xe còn không cẩn thận tông vào mui một chiếc xe tải, cũng may là chủ xe không bắt đền tiền. Mẹ Kiệt sau khi nghe tin đã tức tốc bắt xe lên phòng trọ của cậu ta, đi cùng còn có chú của Kiệt là một người rất am hiểu mấy chuyện tâm linh. Ông ta nhìn vào ấn đường của thằng Kiệt rồi lo lắng mà bảo: nó bị người âm dựa vào rồi, phải mang tới chỗ thầy cố ngay. Nghe nói ở dưới quê của Kiệt có một ông thầy rất cao tay, một năm ông ấy giúp hơn 100 người trừ vong dài hạn. Chú của Kiệt chỉ là am hiểu một chút nên không dám làm lễ. Cả nhà Kiệt cũng chỉ tin vào một mình ông thầy kia nên đã nhanh chóng khăn gói đưa Kiệt về quê ngay trong đêm. Nó đi đâu mà bị người âm dựa mày có biết không? Một người bạn khác hiếu kỳ mà hỏi. Nó nói nó cũng không biết, nhưng mà tao nghĩ chắc là do nó chạy xe ban đêm nhiều nên bị mấy vong hồn bám theo. Mà thằng Kiệt nó bị yếu bóng vía mày ơi, cái gì nó cũng sợ hết. Hỏng chừng nó bị mấy lá cờ hay miếng vải nào đó làm cho giật mình. Còn chuyện ở nhà trọ chắc là có người phá thôi. Mà nói thật, khu trọ của tao an ninh lắm nên tao cũng không chắc là có người phá hay không. Câu chuyện của Kiệt khiến cho Lý suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là tối qua mẹ cậu còn dặn dò hạn chế đi đêm. Mấy chuyện ma quỷ cậu nghe không ít, nhưng đây là lần đầu tiên có người gần cậu gặp phải chuyện này. Ăn sáng xong, Lý nghỉ ngơi tầm nửa tiếng bắt đầu làm việc. Lúc rời khỏi quán cơm, cậu có gọi điện thừa cho Kiệt nhưng không liên lạc được. Cậu đã để lại tin nhắn bảo Kiệt gọi lại, nhưng cũng không trông mong nhiều cho lắm. 9 giờ hơn, Lý ghé vào trong một xe mì gõ quen đường để ăn tối. Sau khi ăn xong, cậu sẽ trở về phòng trọ, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của mình. Trước khi nhận được chìa khóa từ cổng, sẽ cố gắng về sớm, không làm phiền gì ba. Cậu đã nghĩ như vậy, nhưng người tính lại không bằng trời tính. Vừa tính tiền xong, Lý nhận được một đơn hàng khác. Cậu rất thích thời gian làm việc buổi tối vì không khí mát mẻ, không cần cạnh tranh nhiều. Đã vậy còn có thêm phụ cấp khi làm việc vào trong giờ ban đêm. Dù vậy, những cuốc xe đêm muộn đôi khi cũng kéo theo không ít rắc rối, đặc biệt là dân say xỉn đến địa chỉ nhà của mình cũng không nhớ. Lý nửa mừng nửa lo nhấn đồng ý rồi lên xe rời đi. Trong lòng lại thầm nghĩ, chuyến này là chuyến cuối cùng đêm nay, nhất định phải trở về phòng trọ sớm hơn. Theo chỉ dẫn trên điện thoại, những ánh đèn đường nơi thành phố sầm uất nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Tốc độ xe từ cao rồi đến thấp, cuối cùng là chậm chậm chạy trên đường. Con đường tối vắng vẻ khiến cho Lý bắt đầu lo lắng. Cậu không tin chuyện ma quỷ vong hồn này nọ cho lắm, nên thứ cậu lo là bản thân đã bị lừa. Kiên trì chạy thêm một đoạn trong mớ suy nghĩ vẩn vơ,
Cuối cùng Lý cũng nhìn thấy được bóng sáng của một người phụ nữ đang đứng đợi trên vỉa hè. Tàn tốc đi đến, ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu thẳng vào trong khuôn mặt của người phụ nữ. Nhận ra được người đến là ai, khiến gương mặt sầu não trước đó của cô cũng thả lỏng ra rất nhiều. Lý dừng xe rồi hỏi: "Là chị gọi xe phải không ạ?" "Phải, xin lỗi em rất nhiều. Chắc là khó tìm đường lắm phải không? Em yên tâm, chị sẽ trả tiền gấp đôi cho." Người phụ nữ có vẻ gấp gáp mà nói. Lý 3 giây trước vẫn nghĩ bản thân đã bị lừa, 3 giây sau liền được khách hàng nói sẽ trả tiền gấp đôi, liền xua tay. "Không cần đâu chị, đường hơi vắng thôi chứ không khó đi, chị trả tiền đủ cho em là được rồi." Người phụ nữ vui như sắp khóc đến nơi, không muốn làm chậm trễ thời gian của Lý nên nhanh chóng leo lên xe. Động tác đỡ bụng của cô khiến cho Lý chú ý. Trời tối nên trước đó cậu không nhìn rõ, hóa ra người phụ nữ đang mang thai. Lý đưa tay cầm bịch đồ nặng trịch trên tay cô đặt lên phía trước, thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô liền giải thích: "Chị ôm sẽ cấn lên bụng đấy, có hại cho em bé lắm." "Cảm ơn em." Lần này thì Lý đã nhìn rõ được đôi mắt đỏ hoe của cô, trong lòng bối rối không biết cô ta đã gặp chuyện gì mà đột nhiên lại trở nên nhạy cảm như vậy. Khởi động xe, Lý theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ chạy sâu vào bên trong con đường vắng kia. Đường 100m, Lý chạy đến một ngã ba có vị trí vô cùng nguy hiểm. Ngoài hai hướng rẽ được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, trước mặt Lý hiện ra một hồ nước vô cùng lớn. Nếu không phải được báo trước, theo tốc độ và sợ không giành đường, chắc chắn cậu đã lao thẳng xuống dưới hồ. Trong đầu nghĩ nghĩ một cái gì đó, không nhìn được, cậu nói ngay: "Đường này mấy ông xìn chắc là ngán lắm đây, loạng quạng là bay xuống hồ như chơi chứ chả đùa đâu." Trước đó có một hàng rào bảo vệ được xây đấy, nhưng có một chiếc xe ba gác đá không thắng kịp nên đâm vào hàng rào làm cho bị sập. Hiện tại vẫn chưa được sửa chữa nên có ít xe lớn dám chạy vào đây. Lý gật gù theo lời nói của người phụ nữ, cậu đã rẽ trái ở ngã ba đi vào một con đường nhỏ hơn. Hai bên là hai hàng cây bạch đằng lớn, chiều rộng đường chỉ đủ để một chiếc xe ba gác chạy vào. Nếu có một chiếc xe máy chạy ngược lại, có lẽ nó sẽ phải chạy thẳng xuống bờ cây để nhường đường cho. "Sao tối rồi mà chị lại ở đấy?" Lý bật chế độ xã giao và hỏi. Người phụ nữ giọng buồn buồn: "Chị ở dưới quê lên, chị bắt xe ôm từ bến xe tới đó thì tài xế nói đường vắng không chịu chờ. Chị năn nỉ ông ấy mãi, cũng nói sẽ trả tiền gấp đôi, nhưng ông ấy một hai không chịu nên chị bị bỏ xuống. Chị cũng gọi thêm mấy chuyến nhưng ai cũng từ chối. Cũng may là còn có em nhận, mấy không chị không biết phải làm sao." Đều là người trong ngành mà nghe nói đồng nghiệp của mình hành xử như vậy, trên gương mặt của Lý lộ ra biểu cảm khó xử. Cậu tặng lưỡi một cái, giọng trách mắng lên tiếng: "Người đâu mà ác nhân vậy không biết. Chắc là ông ấy tới giờ giới nghiêm rồi nên mới về nhà gấp." "Không phải đâu, chị nói em đừng có sợ nha. Chứ đường này tạm môn lắm nên buổi tối ở đây ít khi có xe nào chạy vào." 15 phút cuối cùng của chặng đường, Lý được người phụ nữ kể cho nghe những cố sự kinh dị về ngã ba tà môn này. Nhưng nghe xong rồi, cậu cũng không thấy tà cho lắm, chỉ là có một chút ngưỡng mộ trí tưởng tượng của đám người đứng sau những câu chuyện này thôi. Chuyện kể hơn 10 năm trước, ngã ba này là một ngã tư, con đường chính nối với một đường lộ lớn. Hai ngã rẽ còn lại được xem như đường tắt đi đến bên đường lớn. Chỉ gì chỉ con đường đối diện kia là đặc biệt, nó cũng chính là lý do biến nơi này thành con đường tà môn. Người dân sống trong khu vực lúc đó gọi con đường đó là âm lộ, đường dành riêng cho người âm. Nguyên do là vì con đường đó dẫn đến nghĩa trang tập thể lớn nhất trong thành phố. Trên con đường đó đã có hàng chục, hàng trăm hoặc là hàng ngàn cố quan tài được khiêng qua. Vì nguyên do đó mà trên con đường này cũng xuất hiện không ít chuyện lạ. Người từng chứng kiến kể lại rằng một người vô gia cư được phát hiện chết trên con đường. Người này lúc sống hay sân si, gây rối lại không hề biết ơn đã người đã giúp mình. Ông ta bị trúng gió và chết sau một cuộc nhậu nhẹt dưới gầm cầu gần đấy. Sau khi ông ta mất, những người dân ở đó đã bỏ qua mọi chuyện, giúp ông tổ chức một tang lễ. Nhưng điều đáng sợ hơn
là khi quan tài đi đến ngã tư đó, dù có đi qua hàng chục lần, họ vẫn quay trở lại điểm xuất phát. Cuối cùng người dân phải đặt quan tài ở điểm giao nhau, mời nhà sư đến làm lễ mới có thể thành công đem quan tài đến nghĩa trang. Thời điểm đó, hai bên đường đều chất đầy chân nhang, mùi giấy đốt, tiền âm phủ và khói nhang lượn lờ khắp con đường. Vài năm sau, nghĩa trang được tu sửa và có một con đường khác gần hơn để đến đó. Đoạn đường với nhiều tin đồn đã bị thành phố phá bỏ và biến nó thành một hồ nước lớn. Những tưởng như vậy là đã hết chuyện, nhưng không. Sau khi con đường đó bị phá bỏ, càng nhiều chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Rất nhiều xe đột nhiên mất phanh, đâm thẳng xuống dưới hồ. Người thì bị lạc tại chính điểm giao nhau, chưa đến 25 mét kia gần nửa ngày. Một thầy pháp được mời đến làm phép đã sẵn việc phá bỏ con đường kia, khiến những vong hồn đang trú ngụ trên con đường đó nổi giận. Người dân thường mang bánh trái, nhang đèn và giấy tiền vàng mã đến đó để cúng. Việc con đường biến mất đồng nghĩa với việc những vật cúng đó cũng biến mất theo. Điều đó khiến cho những vong linh ở đó nổi giận và liên tục khiến cho người đi đường gặp tai nạn. Tay cầm lái của Lý chậm chậm tăng tốc đi ra khỏi con đường hẹp đến một đoạn đường trải nhựa rộng hơn. Đèn đường cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng điều đó không khiến cho khung cảnh bên cạnh trở nên bình thường hơn một chút nào. Hóa ra con đường mà Lý đang chạy cũng sẽ lướt ngang qua nghĩa trang tập thể. Những nấm mộ tròn lộm chồm khắp nơi trong nghĩa trang. Người phụ nữ cũng bất giác im lặng, sống lưng Lý lạnh toát, miệng nhỏ dòng niệm A-di-đà Phật, mong rằng những linh hồn kia sẽ bỏ qua cho mình. Ra khỏi khu vực nghĩa trang, một xóm dân cư thấp thoáng xuất hiện trước mặt của Lý. Người phụ nữ ra hiệu cho cậu dừng lại trước một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Phía trước có hàng rào, nhưng đó chỉ là một hàng rào được làm từ lưới B40, một người trưởng thành thừa sức đạp đổ. Nói là nhà cấp 4, chỉ về 4 bức vách tường làm màn xi măng, còn không gian chỉ tầm 30 mét đổ lại. Lý cầm bịch đổ lớn đưa giúp cho người phụ nữ đi vào trong. Cánh cửa kéo nặng nề đẩy ra, thành trượt đất xỉ ghét, vô cùng nặng nên đổ trượt không còn trơn tru nữa. Nhìn thoáng qua bên trong nhà, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, một tủ gỗ đựng ly tách và chén xĩa. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc võng mùng. Nhìn thấy mấy đôi dép số lớn hơn ở trước cửa, Lý không nhìn được mà hỏi: "Trong nhà chị còn có ai không? Em thấy khu này vắng lắm, có an toàn không chị?" Còn có chồng chị, nhưng mà..." Nói đoạn, người phụ nữ đưa tay lên mà sờ bụng, giọng buồn buồn như sắp khóc nói: "Mấy ngày rồi chị không liên lạc được với anh ấy. Chồng chị làm nghề lái xe thuê. Mấy bữa trước anh ấy lấy xe ba gác chở mấy cái tủ gỗ cho khách, nhưng từ tối đến giờ chị không gọi được cho anh ấy nữa. Chị sợ anh ấy bị tai nạn nên lúc nào cũng túc trực bên điện thoại, sợ người ta gọi lại báo tin." Cánh tay đang đặt trên cửa sát của Lý bất giác siết chặt. Cậu là người khô khan nên chẳng biết nói một lời nào để an ủi. Vợ bầu sắp đẻ mà lại đi biệt tích thì cũng hơi đáng lo, nhưng vẫn mong là không có chuyện gì. "Bao nhiêu tiền để chị gửi cho em?" Lý liếc nhìn qua điện thoại của mình, dễ dàng nhìn thấy con số 70.000 đã được tính toán xong. Cậu quay sang mỉm cười: "Dạ, của chị hết luôn là 30.000. Em có nhầm không đấy? Sao rẻ vậy? Chạy cũng hơn 30 phút mà." Người phụ nữ ngạc nhiên mà hỏi. Lý tắt màn hình điện thoại đáp: "Mấy cái này rẻ bèo à? Một ngày đâu có chạy được bao nhiêu quốc đâu mà em phải bớt cho chị. Đúng giá rồi đấy." Người phụ nữ vẫn không thể tin tưởng cho lắm. Bình thường nếu đi xe khác cũng phải mất 100.000, nhưng Lý đã nói như vậy rồi. Với lại hiện tại kinh tế của cô không dư giả gì, nên liền nhanh chóng thanh toán để cậu còn về. Ra đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, Lý quay đầu lại nói: "Chị có số điện thoại của em rồi phải không? Mốt muốn đi xe cứ gọi em nhé, em ưu tiên cho chị. Đi đẻ luôn cũng được ấy chứ." Cứ ngỡ đó là một câu nói bình thường, nhưng khi Lý vừa dứt lời, khóe mắt người phụ nữ chợt ửng đỏ, sống mũi lại cay xè và khí nóng liên tục bốc lên. Cô đã quá quen thuộc với việc bị từ chối. Mỗi lần nhìn thấy cái bụng bầu của cô, mấy tài xế đều nhanh chóng mở quay đi. Cô biết người tài xế khi nãy cũng phải biết đoạn đường ông sẽ chạy là như thế nào
nên mới bỏ cô lại. Chính vì như vậy, chỉ bằng một câu nói của Lý đã khiến cho lớp vỏ bọc trong cô bị xé rách. Nhìn Lý rời đi xong, người phụ nữ đi vào trong nhà đóng cửa lại. Cả ngày phải di chuyển khiến thân thể đã sớm không khỏe của cô liên tục biểu tình. Cô đi đến ghế gỗ ngồi về xuống, tay đặt lên bụng nhỏ khẽ xoa nhẹ. Không gian căn nhà vốn đã không lớn, hầu như đảo mắt một cái liền có thể nhìn thấy hết. Nhưng dù như vậy, cô vẫn cảm thấy trống rỗng cô đơn. Ánh mắt vô tình liếc qua ảnh cưới treo ở trên tường của hai vợ chồng, nước mắt không nhìn được rơi lộp bộp xuống. Anh mau về với mẹ con em đi, chỉ cần anh còn sống thì dù anh có phạm lỗi gì em cũng bỏ qua được. Không có anh, em với con phải như thế nào đây? Giọng nói phảm phất sự bất lực và yếu đuối. Cô thậm chí đang nghĩ rằng nếu anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài cũng được, chỉ cần cho cô một đáp án về sự biến mất này. Chứ anh cứ như vậy mà biến mất, cô cứ luẩn quẩn tự tìm lý do để biện minh. Thà anh cứ đến rồi nói rõ mọi chuyện, cô đương nhiên sẽ đau lòng, nhưng còn hơn là sống như bây giờ. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy uất ức, bắt đầu khóc lớn. Tiếng khóc kìm nén trong cổ họng, nghe qua tai lại đau lòng thêm gấp nhiều lần. Nhưng căn nhà thưa thớt xung quanh, lặng yên dưới ánh đèn đường, tiếng khóc thút thít của người phụ nữ âm ỉ truyền trong không khí nghe thật não lòng. Những đám mây đen bị gió thổi đi để lộ ra ánh trăng rằm tròn vành vành treo ở một góc chân trời. Cơn gió lạnh đêm khuya thổi xào xạc bên ngoài, những chiếc lá khô nằm trên đất bị gọi tỉnh phải lan tròn tạo ra thành một con đường. Tiếng nước nhỏ giọt tòm tòm trên con đường nhỏ, âm thanh phảng phất có chút kinh dị trong không gian tĩnh lặng. Theo anh thanh đó dường như đã có mang ai đó đến vậy. Lý trở về khu trọ cũng gần 11 giờ đêm. Cũng may dì ba vẫn chưa đóng cửa, cậu cũng không thấy bà ấy đâu, nên chạy thẳng về phòng trọ. Cậu vừa vào trong phòng liền cởi áo ngoài ra, đem theo bộ quần áo định sẽ đi tắm sửa trước rồi mới làm việc khác. Vừa quay đầu, tiếng dì ba ở bên ngoài gọi vọng vào. Cậu bỏ đồ trên tay xuống đi đến mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt Lý là tô canh sườn đầy đủ màu sắc, mùi vị hấp dẫn sập thẳng vào trong mũi. Sao vậy dì? Lý hỏi. Dì ba chỉ tô canh trên bàn rồi bảo, bây đem vào hâm nóng mà ăn. Buổi chiều tao nấu nhiều quá, mà cái này canh ngọt, sợ đến sáng nó hư thì uổng ra. Lý nhìn tô canh sau cổ đầy thịt sườn mà chạnh lòng. Hôm nay cậu gặp quá nhiều chuyện xúc động nên nhất thời không điều chỉnh được cảm xúc. Quay đầu lau vội giọt nước mắt vừa rơi, Lý bưng lấy tô canh trên tay dì ba đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Con cảm ơn dì. Không cho bay sáng tao cũng đổ, ơn nghĩa cái gì? Nói xong lại lấy trong túi ra cái chìa khóa đưa qua. Cầm lấy đi, nhưng mà có chìa khóa rồi cũng không được về trễ quá biết không? Để mấy đứa trong khu biết cứ về trễ là đi xin chìa khóa là chết đấy. Lý lại gật đầu. Dạ con biết rồi, dì về nghỉ sớm đi. Ừ, bày ăn xong cũng đi nghỉ sớm đi, thức khuya cho dữ, mốt về nhà rồi ân hận nghe con. Nhớ khóa cổ xe cho cẩn thận vào đấy. Dì ba đi ra đến cửa vẫn không quên dặn dò. Dạ, Lý lại gật đầu. Dì ba trở về rồi, Lý đi vào trong phòng lấy điện thoại ra định gọi về cho mẹ, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Ở nơi đất khách chỉ có một tô canh, chén cơm cũng khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc và chạnh lòng cùng lúc. Có được một tô canh ngon, trước khi đi tắm, Lý vẫn không quên ghim cái điện nồi cơm. Rồi trước đó cậu đã ăn một tô hủ tiếu lớn, nhưng sợ dạ dày lại trống rỗng như bị bỏ đói mấy ngày. Từ trong phòng tắm đi ra, trên tay Lý cầm theo một túi vải cỡ lớn trong lòng bàn tay. Hơn 7 năm trước, cậu vẫn thấy mấy bà dì dưới quê cậu hay dùng loại này để đựng tiền. Đây là thứ Lý nhặt được trên đường về nhà. Lúc chạy trở về con đường đó, cậu đã thấy túi vải nằm chễm chệ trên giữa đường. Dù không có vật liệu phản quang, nhưng nó lại đập thẳng vào trong mắt của Lý. Nhờ bị thôi miên này, cậu đã mang theo nó trở về nhà. Bên trong túi là hai chiếc nhẫn bằng vàng, chỉ là không biết nó là vàng xà hay vàng thiệt thôi. Bên trong không có bất kỳ giấy tờ nào, nên Lý cũng chẳng biết làm sao để trả vật này lại cho chủ của nó.
Cậu đem túi vải bỏ vào chiếc túi nhỏ cậu hay mang theo lúc đi làm, biết đâu chừng lại gặp được chủ nhân của nó thì sao? Nghe theo lời dì ba, Lý tranh thủ lên giường nghỉ sớm sau khi làm xong mọi chuyện. Cả ngày mệt mỏi, tay cầm điện thoại để cài sở, còn chưa kịp nhấn xác nhận thì đã ngủ mất. Trăng đêm rằm rửa sáng trong đêm, dù là đêm khuya cũng khiến cho người về nhà muộn được an ủi ít nhiều. Cả khu trọ của Lý chìm trong giờ tĩnh lặng, ánh trăng sáng xuyên qua tán cây rọi vào trong phòng. Lý nằm trên giường khẽ cò quậy trong tấm chăn mỏng vì lạnh. Mí mắt Lý khẽ giật giật, ý thức của cậu đã tỉnh nhưng mắt vẫn lười biếng mở ra, hai tay tập trung lắng nghe bên ngoài cánh cửa gỗ. Âm thanh gõ cửa lần nữa lại truyền đến. Lý mở mắt ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa, vài giây sau liền lên tiếng. Ai vậy? Gió đêm chậm chậm thổi phát ra âm thanh sàn sạt, tiếng gõ cửa cứ đều đều vang lên. Rồi cho Lý có hỏi, bên ngoài vẫn không có ai đáp lại. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu vẫn đứng dậy. Lý không đi ra đến cửa mà đi qua cửa sổ nhìn ra thử. Không có ai ở đó cả. Cho rằng bản thân vẫn còn ngủ mớ và nghe nhầm, Lý bực dọc trở về giường. Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Như một cơn gió, Lý bay xuống giường chạy đến mở tung cửa. Nhưng ngoài những cơn gió lạnh lười biếng lượn lờ thì không hề thấy ai cả. Lý đi ra khỏi phòng, chạy quanh khu trọ một vòng lòng thì người quấy rối đang trốn ở đâu. Xác định chắc chắn không có ai làm vạm bên ngoài, Lý trở về phòng một lần nữa, leo lên giường. Cậu chốt cửa ra vào, cả cửa sổ cẩn thận, cầm điện thoại lên bật một bài nhạc, lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Từ đó đến sáng không hề nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng bên tai Lý lại văng vẳng âm thanh của nước nhỏ giọt. Lý chưa từng nghe được âm thanh của nước một cách rõ ràng như vậy, cảm giác như đang bật một đoạn ASMR bên tai vậy. Kèm theo đó là một giọng nói vừa khàn vừa trầm, như người vừa ăn vừa nói. Dù đã cố gắng nhưng cậu chẳng nghe được người đó nói cái gì. Hôm sau, Lý đã gọi điện cho Kiệt rất nhiều lần để hỏi thăm tình hình, nhưng vẫn không có cuộc gọi nào được chấp nhận. Ban đầu chỉ là để ý một chút, vì dù sao hai người cũng là bạn học từ thời cấp 3, chỉ là học chung lớp chứ không thân thiết. Nhưng sau khi nghe chuyện của Kiệt, lại không liên lạc được với cậu ta hai ngày, khiến cho Lý bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Buổi trưa, Lý đi ăn cùng đám bạn hôm qua. Từ sáng cậu đã không ăn gì, chỉ dùng tiền có sẵn bên ngoài mua một ly cà phê cho tỉnh táo. Chính vì như vậy, lúc trả tiền cơm trong quán, Lý đã gặp một chuyện vô cùng kỳ lạ. Trong bóp của cậu xuất hiện thêm vài tờ tiền đô nằm lẫn lộn trong mấy tờ tiền polymer của cậu. Ban đầu khi mấy người bạn nhìn thấy đã trêu cậu là dân xài tiền đô, vẫn đi làm tài xế. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cả đám mới bàng hoàng nhận ra những tờ tiền đô đó là tiền âm phủ. Trước ánh mắt nghi hoặc của đám bạn, Lý dùng ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi hơn gấp mấy lần để đáp lại. Cậu bắt đầu cảm nhận được cảm giác lạnh sống lưng mà người khác vẫn thường nói, sợ như có một thứ gì đó đã bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống của cậu. Buổi tối như bình thường, Lý nhận cuốc xe đi đến con đường vắng ngày hôm qua. Cuốc xe này không đàn qua app mà là gọi điện trực tiếp. Lý bắt máy, người kia chỉ nói đúng một câu rồi tắt ngay. Đến con đường vắng, đưa giúp tôi về nhà với. Giọng nói trầm trầm giống như thuộc về một người đàn ông, nhưng giọng của người phụ nữ hôm qua cũng thuộc dạng trầm trầm nam tính. Qua bộ xử lý âm thanh của điện thoại, Lý nghĩ người gọi chính là cô ấy. Sợ cô ấy đứng bên ngoài nguy hiểm, Lý đã ngay lập tức chạy đến ngay. Ánh sáng lần nữa khuất sau bóng lưng, Lý đang chạy băng băng trên đường, vừa chớp mắt liền thấy phía xa có hai chùm ánh sáng đỏ, đó là đèn hầu phía sau xe. Nhìn vào khoảng cách giữa hai đèn thì đó là một chiếc xe ba gác hoặc xe tải con. Lý giảm tốc độ xem thử chiếc xe đó sẽ rẽ vào đâu. Hai con đường phía trước đều không đủ kích thước cho hai xe chạy ngang nhau. Cậu là người chạy xe nhỏ hơn nên nếu đi cùng đường sẽ nhường. Hai xe chuẩn bị đi đến giao điểm, nhưng Lý phát hiện ra người tài xế phía trước không hề giảm tốc hay bật xi nhan, cứ như không nhìn thấy phía trước là hồ nước sâu.
Tìm Lý ngay lập tức treo trên cổ họng, nghĩ rằng có gì đó không ổn, liền tăng tốc xe vượt lên trước. Nhưng trước đó cậu đã giảm tốc, nên khoảng cách giữa hai bên đã kéo dài không ít. Dù cậu có kéo ga hết tay cũng không thể nào đuổi kịp. Lý vừa vặn ga vừa bóc kèn lại gần cổ mà hét: "Dừng xe lại, phía trước là hồ nước đấy, dừng xe. Bác Tài ơi, dừng xe lại." 20 năm cuộc đời chưa bao giờ Lý la lớn đến như vậy. Cảm giác như thời kỳ vỡ sòng bây giờ mới bắt đầu. Nhưng mà cho cậu đã làm đủ thứ, chiếc xe kia vẫn không có phản ứng. Không hề nghi ngờ gì, Lý vừa chạy đến, nó đã lao thẳng xuống dưới hồ. Lý quan xe chạy đến bên cạnh hồ, sợ đến mức mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhưng ở dưới hồ lại không có gì cả. Ánh trăng tròn vành vành phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng, không một chút gợn sóng. Một chiếc xe ba bánh rơi thẳng xuống hồ, làm sao yên tĩnh như vậy? Lý chạy một đoạn quanh hồ để kiểm tra tình hình, và cậu xác định vài phút trước hay vài phút sau vẫn không có gì xảy ra. Cậu đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán. Tiếng gió thổi sàn sạt bên tai khiến cho cậu ra sức tỉnh lại. Khung cảnh tối om như nuốt chừng lấy cả linh hồn. Chiếc xe máy nắm sóng xoài trên đất cách đó chừng 5 mét. Không lẽ mình đã gặp ma sao? Lý nghĩ. Cùng lúc đó, bốn chữ con đường tà môn tự nhiên xuất hiện trong đầu của cậu. Người phụ nữ kia vẫn nói rằng những hồn ma đang tức giận vì không còn ai đến cúng cho bọn họ nữa. Không lẽ đám vong hồn kia đang muốn hù dọa cậu? Không có thời gian để suy nghĩ, Lý chạy nhanh đến đỡ xe dậy, dắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi con đường vắng kia. Lý rời đi, mặt hồ yên tĩnh, bỗng chốc xuất hiện vài bọt khí cùng gợn sóng, khiến vài bụi bèo dập dờn trên mặt nước. Trong không khí xen lẫn giữa những cơn gió, dường như có tiếng than khóc đau đớn đâu đây. Lý mặt cát không còn một giọt máu trở về phòng trọ. Cậu chẳng còn tinh thần để làm việc nữa. Về được đến đây mà không phải tông vào bất kỳ đuôi xe nào đã là một kỳ tích. Dì ba ngồi trong nhà Lý liền mở tủ lạnh đem mấy thứ ăn không hết cũng bỏ qua phòng của cậu. Nhưng khi bà đi tới thì thấy cửa phòng Lý mở toang, còn cậu thì bần thần ngồi trên giường cứ như một người mất hồn. Vì lo lắng, bà đi thẳng vào bên trong đặt đồ lên bàn rồi tới xem thử tình hình của cậu. Đến gần rồi bà mới nhận ra cậu không chỉ như người mất hồn mà mặt không còn một chút máu, môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi chảy xuống. Dì ba lo lắng nhẹ nhẹ vỗ vai Lý rồi hỏi: "Bây bị làm sao vậy?" Lý bị mấy cái vỗ vai của dì ba đánh tỉnh, suy nghĩ vài giây rồi bảo: "Đâu có sao đâu dì, con đang suy nghĩ coi tối nay ăn cái gì mà." "Đừng có suy nghĩ nữa, tao có đem qua mấy thứ kia kìa, bây nấu thêm một lon gạo nữa là ăn được rồi." Dì ba đưa tay chỉ mớ đồ ăn trên bàn rồi bảo. Lý lại ngượng ngùng cào nhào mà nói: "Sao dì cứ đem đồ ăn qua đây hoài vậy, bỏ vô tổ đến sáng vẫn còn ăn được mà. Tại gì mà con làm kiếm tiền xong không có chỗ mà tiêu đấy?" Dì ba tát cái bốp lên vai của Lý, trợn mắt mà nhìn. "Tổ cha bay, chứ không có chỗ tiêu. Mấy đồng lẻ của bay để đó mà đóng tiền học, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy con ạ." "Con biết rồi, nhưng mà dì ăn no còn dư hãy đem qua cho con. Dì làm vậy lỡ để con dâu dì nhìn thấy lại nói dì lo chuyện không đâu." "Nó là con dâu chứ có phải mẹ chồng tao đâu mà nói cái này cái kia, bay đừng có mà nghĩ nhiều." Dì ba tuy khó tính nhưng rất thấu hiểu cho người khác. Còn con dâu lại ngược lại, cô ta vừa khó tính lại hay sân si. Trong cái khu trọ này chỉ duy nhất Lý là người chưa bị cô ta mắng. Không phải vì cậu được lòng dì ba nên được tha cho, mà là vì cậu chỉ mới dọn về đây mấy tháng. Mấy tháng này vẫn luôn đi sớm về muộn nên không có cơ hội chạm mặt. Cậu trước giờ chỉ mong có một cuộc sống bình an. Nếu như vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi thì mệt mỏi lắm. Dì ba cũng biết tính con dâu của mình khó ưa, nhưng về con trai nên bà chỉ đóng cửa nhắc nhở chứ không làm lớn chuyện. Dù sao con dâu cũng là người nhà, bà cũng không thể vì bênh người ngoài mắng con dâu mình cho được. Dì ba trở về, trong phòng chỉ còn lại một mình Lý. Vốn cậu cũng định kể cho ba nghe về chuyện kỳ lạ cậu đã gặp, nhưng trong suy nghĩ Lý vẫn đang tự thuyết phục cho mình rằng
Đó chỉ là một ảo giác, một sự tưởng tượng khi cậu đang mệt mỏi sau một ngày làm việc. Đối với Lý, trên đời này không hề tồn tại ma quỷ. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến. Tối hôm đó, Lý lại tiếp tục bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy nhiễu. Cậu cũng lên tiếng hỏi thử là ai, nhưng người bên ngoài từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Không giống như hôm qua, Lý nghĩ nghĩ trong đầu, im bặt không lên tiếng. Cậu cẩn thận bước xuống dưới giường, bỏ đến bên cửa sổ, im lặng chờ đợi âm thanh gõ cửa thêm một lần nữa. Âm thanh gõ cửa vừa truyền đến tiếng thứ hai, Lý đã ngóc đầu dậy, nhưng bên ngoài trống không, chẳng có một ai. Thế giới quan của cậu đang vô cùng lung lay sau sự việc hôm qua, giờ lại gặp chuyện này khiến cho cậu sợ đến mất hồn. Về nhà. Giọng một người đàn ông truyền đến tai khiến cho Lý giật thót cả mình. Cậu giảm tai cố gắng nghe thêm một lần nữa, nhưng sau câu nói đó, thứ truyền đến chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc bên ngoài. Lý lùi lại vào trong góc, hai tai bịt chặt ngăn âm thanh của tiếng gõ cửa. Lý ơi! Tiếng gõ và tiếng nói chuyện cùng một lúc, Lý nhận ra đó là giọng của dì ba, liền nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa. Nhưng khi tay vừa đặt lên chốt cửa, chưa kịp kéo xuống, cậu lùi lại ánh mắt chân chân bên cánh cửa, nhờ muốn nhìn xuyên qua thử xem có đúng là dì ba hay không. Lý ơi! Tiếng gọi vô cùng quen thuộc truyền đến bên tai. Đó đích thực là giọng của dì ba, nhưng giờ đã hơn 12 giờ, bà còn đến đã làm gì chứ? Có chuyện gì không à? Lý cố gắng giữ giọng không run mà hỏi. Con còn thức không? Đưa dì đến chỗ này có được không? Dì ba lên tiếng nói. Dạ, giờ này còn đi ra ngoài, có phải có chuyện gì xảy ra không dì? Lý lên tiếng hỏi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề có ý định mở cửa. Người bên ngoài bảy phần không thể là dì ba, không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy. Cậu đi tới công tắc điện trên tường để bật, nhưng đèn trong phòng cậu vẫn không sáng, dù bên ngoài cửa sổ vẫn đang có ánh chiếu đến. Dì ba bên ngoài lần nữa lại thúc giục. Đưa dì đi Lý ơi. Không biết có phải do thiếu kiên nhẫn hay không, trong câu nói này người bên ngoài đã để lộ ra một chút âm thanh nam tính. Lý quay đầu leo lên giường, cậu chui rúc trong lớp chăn mỏng, bịt chặt tai để không phải nghe bất kỳ một âm thanh gì nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, Lý đã vùng ra khỏi chăn, tim cậu đập thình thịch, thậm chí có thể nghe gió vì xung quanh quá tĩnh lặng. Tiếng nước nhỏ giọt trong hư không một lần nữa lại xuất hiện. Lý gần như phát điên vì những âm thanh cứ liên tục vọng vào tai. Tiếng gõ cửa, tiếng nhỏ nước, cùng giọng nói trầm trầm không rõ, tất cả đều gần như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Lý lần này đứng trước cánh cửa, tiếng gõ cửa hôm nay nghe có chút gấp gáp, dường như thứ bên ngoài đã dần mất đi sự kiên nhẫn. Cậu im lặng đứng bất động tại chỗ, cố tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong lại như một cơn sóng nơi đại Tây Dương. Hai chân Lý mềm nhốn khều xuống, nhìn thấy khe hở dưới cửa, Lý cúi đầu nhìn thở ra bên ngoài. Lần này thì thứ đó đã không biến mất, cậu đã nhìn được đó là thứ gì. Đập vào mắt Lý đầu tiên là một đôi giày thể thao đã rách bươm, dính đầy xỉn bùn, phần ống phần đẫm nước, bên cạnh còn có hai hàng nước đang nhỏ giọt xuống bên cạnh. Hai chân của hồn ma này dường như bị tật. Lý có thể nhìn thấy được một đoàn ống quần đã bị xoắn lại với nhau. Cả người hồn ma này thấm đẫm nước, mùi xịn buồn xen lẫn trong không khí mà trước đó cậu đã không thể ngửi. Lý bỏ đến trước cửa, nhìn đôi giày hồi lâu, hít một hơi thật sâu run rẩy. Anh có phải có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ không? Anh nói đi, rồi tôi sẽ cố gắng làm giúp cho. Anh hai ơi, anh đừng gõ cửa nữa. Lời nói của Lý dường như đã có tác dụng, hồn ma bên ngoài không còn gõ cửa nữa. Sau một hồi im lặng, Lý cúi người nhìn ra thửa bên ngoài, nhưng chỗ vài phút trước vẫn nhìn thấy đôi giày giờ lại trống không, người bên ngoài dường như đã đi rồi. Cậu thở phào một hơi, chống tay ra phía sau thở ra một hơi nhẹ. Nhưng một giây sau, hai mắt Lý liền trừng lớn như sắp lồi ra ngoài, tay chân không khống chế mà run rẩy co giật, cổ họng nghẹn lại, muốn la cũng không thể la.
ở tại cửa sổ, một cái đầu người ló vào trong với ánh mắt mờ đục nhìn thẳng vào trong Lý. Cả thân người hồn ma kia bị giữ ở bên ngoài, chỉ có cái đầu xuyên qua được khung sắt đưa vào bên trong. Khuôn mặt người này tái nhợt và sưng to như người béo phì, đầu tóc ướt nhẹp phủ xuống trán che đi đôi mắt, miệng đóng mở liên tục như đang muốn nói cái gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại như một con vịt bị bóp cổ, cố gắng lắm mới nghe được vài từ. Nhà, về, về nhà, đưa tôi đi. Lý tự trấn an trong đầu, hít sâu một hơi, lồng ngực giật giật lên mấy cái rồi bảo: Anh muốn tôi đưa anh về nhà sao? Miệng người đàn ông ngừng lại việc đóng mở, ánh mắt thất thần nhưng lại nhìn ra những tia hy vọng mong manh. Biết bản thân đã đoán đúng mong muốn của người kia, Lý nuốt nước miếng, nhỏ giọng khuyên nhủ: Vậy làm sao để đưa anh về? Anh nói đi. Đứng trước câu hỏi của Lý, hồn ma kia dường như cũng không có câu trả lời chính xác. Hai tay anh ta đột nhiên cào mạnh lên mái tóc của mình như mấy sợi sóng biển, miệng mở lớn phát ra những âm thanh đau đớn. Mắt anh ta trừng lớn, khóe mắt như sắp nứt ra đến nơi, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn. Theo những tiếng gào thét ấy, từ trong miệng người đàn ông bắt đầu trào ra thứ chất lỏng đen nhẽm, hôi thối. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt đầu lưỡi liền đếm được một vị chua từ dạ dày, một trận buồn nôn ngay lập tức xông thẳng lên cổ họng. Mồ hôi lạnh một lần nữa chảy xuống, nghĩ nghĩ ở trong đầu, Lý lại lên tiếng hỏi: Có phải anh không? Không nhớ thì làm sao mà về nhà? Hồn ma bên ngoài lập tức ngừng lại việc gào thét, ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn về một hướng. Lý nhìn theo tầm mắt của anh ta, nhìn thấy ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào trong chiếc túi nhỏ của cậu. Trong đầu bất giác liên tưởng đến điều gì đó, Lý chồng người bò dậy, đổ hết thứ trong túi của mình ra. Cầm trên tay chiếc túi vải nhỏ đựng hai chiếc nhẫn bên trong, đưa đến trước mặt hồn ma rồi hỏi: Cái này là của anh phải không? Hồn ma máy móc quay đầu lại, liếc nhìn chiếc túi vải trong tay của Lý, một giây sau liền khóc nức nở. Lý dám chắc chắn rằng hơn 20 năm trong cuộc đời của cậu chưa bao giờ nghe được tiếng khóc nào xé gan ra như vậy. Ẩn chứa trong tiếng khóc là sự bất lực, đau khổ, tiếc thương và cả tức giận. Nhận được câu trả lời, Lý siết chặt chiếc túi ở trong tay, kiên định mà nói: Anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách đưa anh về nhà. Chính bản thân Lý có lẽ cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể chấp nhận việc trên đời này có tồn tại ma quỷ một cách dễ dàng như vậy. Sáng hôm sau, Lý không chạy xe nữa mà cùng với một người bạn ở chung khu trọ với Kiệt, Thái, bắt xe về quê cậu ta. Từ ngày Kiệt được cha mẹ đưa về quê tới nay vẫn không liên lạc được, khiến cả bọn rất lo lắng. Mất khoảng một tiếng đồng hồ để đến được nhà của Kiệt, hồi hết cả đám đã tường kéo xuống một lần nên đi đường vẫn còn nhớ. Nhà Kiệt nằm trong một xã thuộc Đồng Tháp, nơi đây nhiều nhất chính là ruộng. Bên trái, bên phải hay trước mặt đều là những cánh đồng bao la bát ngát, kéo dài đến tận đường chân trời. Hai người bắt xe máy chạy thêm một đoạn nữa, sau đó lội đường ruộng thêm một khúc thì mới đến. Nhà Kiệt chỉ là một căn nhà cấp 4 đủ cho ba người sinh hoạt. Điểm nhấn ở đây chính là toàn bộ đất ruộng bao quanh căn nhà đều thuộc về gia đình của Kiệt hết. Nguồn oxy dồi dào, gió hiu hiu thổi qua từng tán lá cây, mang một chiếc võng lên hai cành cây thì có thể ngủ ngon hơn cả khi nằm trong phòng điều hòa. Lúc Lý và Thái đến, Kiệt đã phụ mẹ hái ổi để lái vào trong cân. Nhìn từ trên xuống dưới, cậu ta chẳng thấy có chỗ nào bất thường. Đã vậy còn chưa thấy mặt, đã nghe tiếng cười giòn tan của cậu đập vào trong màng nhĩ. Kiệt nhìn thấy hai người họ vô cùng ngạc nhiên, bỏ luôn giỏ ổi trên tay xuống, vừa chạy vừa nhảy về phía của bọn họ. Sao hai đứa bay xuống đây làm chi vậy? Thái trưởng mát bực bội. Còn hỏi nữa, mày về quê mà tao tưởng mày lên núi hay là bay thẳng ra ngoài vũ trụ để nghỉ dưỡng rồi đấy. Điện thoại để Trưng à? Không biết mà gọi lấy một cuộc. Kiệt gãi gãi đầu, cười cười rồi giải thích. Không phải đâu, tại điện thoại tao bị hư, sim điện thoại cũng bị gãy luôn nên tao đâu có gọi cho tụi bay. Mấy bữa nữa tao lên rồi mới định đi lấy lại số. Cha mẹ Kiệt thấy hai người họ đến cũng tay bắt mặt mừng,
không kéo Kiệt đi theo phụ nữ mà kêu cậu ta chạy ra chợ mua đồ về nấu gì đó đãi bạn. Bà người mượn được hai chiếc xe đạp điện chạy ra chợ mua đồ. Lúc về thì cha mẹ Kiệt cũng bán ổi xong, có đồ rồi cả nhà liền gom lại cùng nhau nấu đồ ăn. Phía ngoài nhãn cổ thụ của Kiệt, cha cầu kê một cái bộ cá ngựa để tụ tập lúc nhà có khách, không gian rộng rãi, thoáng mát. Chiều đó mẹ Kiệt làm cái lẩu mắm đậm chất miền Tây cùng món thịt ba chỉ nướng ngon bá cháy, cả ba ăn xong dắt nhau đi thăm thú khắp nơi. Kiệt ở trên cây dừa cao hơn 7 mét quăng trái dừa xuống mương khiến nước văng tung tóe, làm hai người phía dưới nhao nhao mà mắng chửi. Uống nước dừa tại gốc vẫn mang một mùi vị rất riêng biệt. Ba người tụ lại kể hết chuyện trên trời dưới đất. Thấy không có người lớn bên cạnh, Lý lại tò mò. Này, rốt cuộc mày bị gì mà phải về quê gấp thế? Kiệt hớp một ngụm nước, lau đi mấy giọt vương vãi dưới cằm xong liền bảo. Tao bị vong theo đấy, nó bám theo tao khắp nơi, làm sức khỏe của tao trở nên yếu lắm. Mẹ tao đi tao về thầy cố trừ vong, nhưng về tới nơi, thầy cố nói hồn ma kia không thể đi xa, vì chỉ mới chết thôi. Chắc là vì ma mới nên vẫn chưa yên phận, thấy ai chạy ngang mà hợp vía là bám theo. Tao không biết gặp năm xuôi tháng hạn gì, lại bị nó nhìn trúng. Vậy hồn ma đó lúc bám theo, có làm gì mày không? Đây là câu hỏi là Lý muốn nhận được câu trả lời nhất. Kiệt hắng giọng kể lại những chuyện bản thân đã trải qua. Có chứ, buổi tối nó hay đến gõ cửa, rồi bên ngoài khóc lóc. Tao nghĩ là nó muốn vào, nhưng mà không thể. Có một lần tao nhận cuốc xe trên app ấy, lúc chạy đến thì chẳng thấy ai. Mà tao nghe nói chỗ đó trước âm lộ, nên mấy lần sau vừa thấy địa chỉ là tao né. À, còn có, trong túi tao đột nhiên xuất hiện mấy tờ tiền âm phủ. Thầy cố nói hồn ma đó muốn trả phí để tao làm gì đó, nhưng mà chưa kịp thì mẹ tao đã mang tao về rồi. Hai tờ âm lộ khiến cho Lý chú ý từ đầu, cộng thêm những việc Kiệt đã trải qua, cậu tin chắc hồn ma bám theo Kiệt và hồn ma gõ cửa phòng cậu là cùng một người. Chỉ là Kiệt đã kịp dừng xe trước khi đi đến giao lộ kia, nếu không có lẽ cậu đã nhìn thấy được những điều ngoài kia còn hết sức tưởng tượng. Tối đó nhân lúc Thái đi tắm, Lý kéo Kiệt qua một bên nhỏ giọng. Mày đưa tao đi gặp thầy cố có được không? Chi vậy? Không lẽ mày cũng bị vong theo hả? Kiệt ngạc nhiên. Không, tao chỉ muốn thử nói chuyện với ông ấy, có phải ông ấy cao tay thật hay không. Với lại tao cũng muốn xin vài thứ bảo hộ gửi cho cha mẹ tao ở dưới quê, đi xa tao cũng lo chuyện ở nhà lắm. Kiệt là người đơn giản, nghe Lý nói như vậy thì tin ngay. Cũng may là Thái sau đó đã bị cha Kiệt kéo đi đánh cờ, hai người nhân cơ hội này chuồn lẹ ra bên ngoài. Cũng may đêm nay trăng vẫn còn sáng, với lại Kiệt cũng tổ cho một cái đèn đổi đầu, nếu không chắc Lý cũng đã bay xuống dưới xuồng mấy lần rồi. Nhà của thầy cố nằm rất gần nhà của Kiệt, đi bộ mất chừng 15 phút. Lúc hai người đi đến thì trong nhà thầy cố đang có khách. Một người phụ nữ chỉ chỗ ghế đá hai người ngồi đợi, còn bà thì đi vào trong, chốc lát lại mang theo nước và bánh đi xa. Bà lên tiếng hỏi thăm Kiệt mấy câu, được cậu đáp lại hiện tại đã khỏe thì mới mỉm cười đi vào bên trong. Không biết có phải cậu quá nhạy cảm hay không, cậu cảm thấy ánh mắt bà ấy khi nhìn cậu có gì đó rất bất thường. Nhà thầy cố cũng có cái sân rất rộng, hàng ghế đã hơn chục cái đặt hai bên mép sân. Từ chỗ Lý ngồi, cậu có thể nhìn thấy phía trong nhà có một bàn thờ rất lớn. Những bức tượng được thờ cũng rất xa lạ đối với cậu. Mùi nhang khói lượn lờ trong không khí khiến cho Lý có một chút đau đầu. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với một người cầm trên tay một cây gậy lộc cộc chống trên sàn đi tới. Kiền liền kề sát tay cậu nói nhỏ, đó là thầy cố đấy. Thầy cố có vẻ ngoài giống như một người thầy giáo già nghiêm khắc, rõ ràng là vì không tiện di chuyển, nhưng sự chậm chạp kia giống như là cố tình. Tiếng gậy gỗ nền trên nền nhà cùng lúc đồng bộ với tiếng tim đập của Lý, cho đến khi ông bước đến trước mặt cậu, tim cậu như muốn ngừng đập hẳn. Thầy cố nhìn thẳng vào mắt cậu chừng một phút rồi hỏi, cậu đã hứa gì với anh ta rồi? Lý quay đầu nhìn Kiệt. Trước đó cậu đã nghe Kiệt kể về tài năng của thầy cố,
mà rồi trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng nếu ông ấy có khả năng kia thì người trong vùng làm sao lại xem ông ấy như thánh sống. Nhận thấy ánh mắt của Lý, Kiện mỉm cười gật đầu. Thầy hỏi gì cậu biết thì cứ trả lời đi. Lý ngẩng đầu nhìn thầy cố, vài giây sau liền bảo, dạ con hứa sẽ đưa anh ta về nhà. Thầy cố nghe xong liền dùng gậy gõ lên vai của Lý. Đó là một cú đánh thật. Bả vai của Lý tê dần. Cậu chắc chắn đến sáng ra nó sẽ bầm tím lên cho mà xem. Đồ ngu, người với ma là khác biệt, vậy mà bay dám đề ra lời hứa với nó. Cây gậy của thầy cố vừa giơ lên, Kìa đã thót hết cả tim. Cậu tưởng thấy thầy ấy đánh người trong lúc làm lễ, nhưng chưa bao giờ thấy ông đánh người với khuôn mặt tức giận như vậy. Nghĩ rằng chuyện Lý gặp phải rất nghiêm trọng, Kiệt lên tiếng. Thầy ơi, con lạy thầy đấy. Thầy thương tuổi con thì giúp bạn con với. Thầy cố lắc đầu. Không thể giúp. Lời hứa đáng ngàn vàng, dù cho đó chỉ là một hồn ma, vẫn không được nuốt lời. Nếu không thở mình sẽ bị giảm sút, sức khỏe suy kiệt, thậm chí là chết đi. Trên người Lý mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ xa như suối. Cậu sớm đã bị thái độ của thầy cố dọa cho lạnh người. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, lời mà Lý nói ra khiến thầy cố và cả Kiệt đều giật mình. Dạ, nếu thầy biết cách, xin thầy hãy giúp con thực hiện lời hứa. Mà dù đó chỉ là một hồn ma, nhưng người đó đã đến tìm con giúp đỡ. Thầy cũng nói lời hứa đáng giá ngàn vàng. Con đã hứa rồi, không thể thất hứa. Kiệt nhíu mày, nhìn người bạn tốt tính của mình, thở dài ra một hơi. Thầy cố dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của Lý. Ông nhìn thẳng vào mắt của cậu, chậm giọng: cậu đi theo tôi vào trong nhà đi. Lý đi theo thầy cố vào trong. Lúc trở ra, cậu có cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Thời gian đã quá trễ nên hai người nhanh chóng trở về nhà trước, khi cả nhà tưởng rằng hai đứa đã té xuống sông hoặc là rơi xuống kênh. Trên đường trở về, Kiệt mang theo một sự tò mò hỏi: này, mày thật sự gặp cái thứ kia rồi đấy à? Lý không chút che giấu: ừ, anh ta cũng đến gõ cửa phòng tao, nhưng mà anh ta chỉ muốn về nhà thôi. Kiệt nhìn Lý với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Cậu ta giơ ngón tay lên tán thưởng: cứng lắm đấy bạn Hiền, đến ma mà mày cũng dám chơi. Hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Lý và Thái đã lên xe. Hai người chỉ muốn xuống xem thử Kiệt như thế nào thôi. Xác định bản thân đã ổn, hai người phải về thành phố tiếp tục kiếm tiền. Lý nhanh chóng trở về phòng trọ của mình, vốn định lên kế hoạch cho tối nay, nhưng cậu còn chưa kịp ngồi nóng bông liền nhận được cuộc gọi của Huệ. Huệ chính là người phụ nữ đã được Lý đưa về nhà buổi tối mấy hôm trước. Trong điện thoại, Huệ thở vô cùng nặng nề, cổ họng cô liên tục truyền đến tiếng rên rít vì đau. Không kịp nghĩ nhiều, Lý cô lấy chìa khóa trên bàn, nhờ một cơn gió lao ra bên ngoài, dùng tốc độ chưa từng có chạy đến bên nhà của Huệ. Huệ ở trong một khu dân cư cũ nên nhà cửa rất thưa thớt. Buổi sáng mọi người đều bận rộn với miếng cơm manh áo nên đã đều rời khỏi nhà từ sớm. Huệ cũng không ngoại lệ, vì bụng đã lớn hơn rất nhiều nên cô chỉ có thể ở nhà làm mấy công việc thủ công đơn giản. Sáng nay sẽ có người đến nhà cô lấy hàng. Huệ thức dậy từ sớm để chuẩn bị, nhưng trong lúc vô ý cô đã bị ngã. Cô ngã quá bất ngờ và đau đớn khiến xương chảo của Huệ như nứt ra. Cô đau đớn kêu gọi sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai nghe thấy. Thứ nước ẩm ướt dưới mông không biết chắc là cái gì khiến cho cô rất sợ hãi. Trong lúc đó, hình ảnh cậu tài xế tốt bụng đã hiện ra trong đầu cô. Huệ đã dùng hết sức bỏ đến chỗ điện thoại và gọi cho Lý. Lý đã dùng thời gian ngắn nhất để đến chỗ Huệ, nhìn thấy cô nằm sóng xoài trên sàn khiến cậu như chết điếng. Không một chút do dự, Lý dìu Huệ ra xe chở thẳng cô đến bệnh viện gần nhất. Rất may tổ tiên đã phù hộ, Huệ lúc đến bệnh viện đã không còn đau nhiều nữa, nhưng cú ngã đã khiến cho đứa nhỏ trong bụng giật mình. Sau khi được khám và nhận thuốc, Huệ được Lý đưa trở về nhà. Thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Vừa vào trong nhà, Huệ đã lên tiếng. Cô tận mắt nhìn thấy Lý, một người chỉ mới gặp đúng một lần, vì chuyện của cô chạy đôn chạy đáo. Điều đó khiến cho cô cảm thấy rất có lỗi và biết ơn. Chị đừng nói như vậy. Chị tin tưởng mà gọi cho em vui còn không kịp ấy chứ.
Lý đặt thuốc lên bàn gỗ, nghĩ nghĩ lại bảo, để em ghi chú cho chị dễ nhớ. Huệ chưa kịp ngăn cản, đã thấy Lý vốc hết thứ trong túi ra bàn, tìm tòi qua lại, cầm lên một cây bút lông, tỉ mỉ cúi đầu viết lên bịch thuốc, thời gian cần uống. Cô đứng dậy định đi lấy nước cho cậu, nhưng vừa đứng lên, ở góc độ này, cô liền nhìn thấy bên dưới cái khẩu trang của Lý, một cái túi vải màu đỏ vô cùng quen thuộc. Huệ nhíu mày, khom người cầm túi vải lên trước ánh mắt tò mò của Lý. Cảm giác quen thuộc ngày càng thêm mãnh liệt. Mặc kệ Lý thấy hành động của cô là tùy tiện, cô vẫn lấy thứ bên trong ra xem. Vừa nhìn thấy hai chiếc nhẫn, Huệ như vỡ òa trong cảm xúc. Cô khuỵu xuống sàn, khóc như một đứa trẻ mất kẹo. Lý cũng bị hành động bộc phát của cô dọa sợ, quăng hết đồ trên tay chạy đến bên chỗ cô. Lý chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào khóc trước mặt mình. Điều đó khiến cho anh vô cùng sợ hãi, không biết phải làm sao. Cậu luống cuống tay chân, lo lắng mà hỏi, chị làm sao vậy? Sao chị lại khóc? Huệ cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, ngước mắt lên nhìn Lý kích động mà hỏi, Cái này từ đâu mà em có? Lý lại thành thật, dạ cái đó là do em nhặt được ở con đường chỗ em đón chị lần trước, lúc em quay về đã nhìn thấy. Huệ nâng chiếc túi lên trước mắt, run rẩy mà nói, cái này là của anh Long, là của chồng chị đấy. Đây là nhẫn cưới của chị và anh. Vì nhẫn bị chặt nên trước khi anh đi, chị đã tháo ra bỏ vào trong túi để anh đi hỏi người ta xem có thể nới rộng ra hay không. Nói xong cô lật đật xoay xoay chiếc nhẫn chỉ vào vết khác phía trong rồi bảo, em xem này, phía trong có tên của chị và anh ấy đây này. Đây là của anh ấy đấy. Tại sao nó lại ở đây chứ? Lý im lặng không nói gì vì cậu đang bận tâm suy nghĩ rất nhiều chuyện. Theo như những gì cậu tổng hợp được trong đầu, hồn ma bên ngoài cửa của cậu là chồng của Huệ và anh ấy cũng đã chết từ lâu. Nói vậy, những gì cậu thấy được trong đêm, cảnh từ chiếc xe lao thẳng xuống hồ chính là nguyên nhân khiến cho chồng chị Huệ mất sao? Vậy có phải cái xác của anh vẫn đang ở dưới hồ hay không? Từ lúc anh ấy rời đi, chị có gọi điện cho anh ấy được không? Lý hỏi. Huệ hít hít mũi rồi đáp, buổi sáng chị vẫn còn gọi được, chị còn dặn anh mua thêm 2 chai nước mắm đem về, nhưng đến khoảng 7 giờ tối thì không gọi được nữa, điện thoại báo không liên lạc được. Lý nhìn Huệ lần nữa im lặng không nói gì. Cậu gấp gáp muốn chứng thử suy nghĩ của mình nên tìm cớ rời đi trước. Túi vải cũng được cậu gửi lại cho Huệ. Khoảnh khắc cậu vừa bước qua cửa, tiếng khóc của Huệ một lần nữa lại truyền đến, kèm theo đó là một câu hỏi bỏ lửng chẳng ai trả lời. Anh ơi, anh đang ở đâu chứ? Lý chạy xe đến chỗ sau nhau thì dừng lại. Cậu đứng trên bờ hồ đối diện với con đường lớn. Chỗ cậu đứng từng có một hàng rào ngăn ngang để đảm bảo an toàn, nhưng sau khi bê tông hỏng đã không sửa lại. Hồ nước này vô cùng lớn, mất khoảng 7 đến 8 phút mới chạy giáp đến. Lý không biết nó sâu bao nhiêu, nhưng để một người một xe rơi xuống mà không để lại dấu vết, có lẽ phải sâu hơn 3 mét. Ngẫm nghĩ trong đầu một hồi, Lý lấy điện thoại gọi đến số điện thoại của cứu hộ, giả vờ là một người không biết gì. Xin chào, tôi nhìn thấy một chiếc ba gác lao xuống hồ nước, xin hãy đem người đến hỗ trợ, địa chỉ là... Gọi điện xong, Lý chạy xe đến đầu đường lớn chờ đợi. Cậu sẽ giả vờ là một người vô tình nhìn thấy bọn họ, vì nhiều chuyện nên mới ghé lại. Vì nếu cậu nói rõ thì sẽ không thể giải thích tại sao cậu lại biết phía dưới có người. Nếu tính từ lúc Huệ không thể liên lạc được với chồng trở ra, thì thi thể của anh ta đã chìm mình dưới hồ hơn 3 ngày. Trạng thái thi thể chắc chắn không còn nguyên vẹn nữa. Lý chạy xe đến đầu đường, vừa đầu lại chưa đầy 10 phút đội cứu hộ đã chạy đến. Theo lời chỉ dẫn của Lý, cả hai thợ lặn đã nhanh chóng nhảy xuống dưới hồ. Cùng lúc đó, Lý với vai trò là người nhiều chuyện cũng đứng phía trên hồi hộp mà chờ đợi. Thợ lặn lặn xuống chưa đầy 1 phút đã ngoi lên, hoảng hồn bơi vào trong bờ, sợ hãi hét lớn. Bên dưới có một thi thể đã phân hủy nặng, sắp trơ xương ra rồi. Tin tức này trở thành một cú nổ mạnh ở trong ngày. Xe ba gác cùng thi thể của chồng Huệ đổ trục vớt nhanh chóng. Bên cảnh sát nhanh chóng có mặt căn màn để ngăn cản tầm mắt của người dân. Dù vậy, khoảnh khắc thi thể được kéo lên,
Lý đã nhìn đổ. Một bên ống chân của thi thể đã dập nát, có lẽ trong quá trình rơi xuống đã bị cuốn vào trong bánh xe hoặc là bị thân xe đè lên. Chính vì cái chân bị vướng đó mà chồng chị Huệ đã bị dìm chết. Thảo nào hồn ma của anh ta lại có một chân cao chân thấp, và cái chân thấp kia có lẽ chỉ là đang treo lên người anh ta thôi. Rất nhanh tin tức này đã đến tai của Huệ. Lý là người đã đến đưa cô đến bệnh viện một lần nữa. Suốt cả một chặng đường, cô chỉ có thể dựa vào người cậu để có thể đứng thẳng. Lúc đến bệnh viện, Lý đã đề nghị để bản thân giúp cô nhận diện. Với tình trạng của cô hiện tại, thật sự không thích hợp để nhìn những hình ảnh đó. Vậy nhưng Huệ vẫn kiên quyết mà muốn xem. Cô muốn tự mình nhìn xem người bên trong có phải thật sự là người đã cùng mình chung sống hơn 10 năm hay không. Huệ đi vào trong. Chỉ vài giây sau, tiếng gào thét thảm thiết của cô đã truyền đến. Lý đi vào trong liền thấy cô nằm nghiêng trên đất, tay bấu chặt lấy lồng ngực, khóc đến nghẹt thở, cuối cùng là ngất đi. Chỗ lòng nằm vẫn còn nước bùn rơi tòm tòm xuống dưới sàn, quần áo rách tươm vì những cú va chạm khi anh cố sức thoát khỏi sự chèn ép của chiếc xe. Cơ thể bị ngâm trong nước với nhiều vết thương của anh sớm đã bốc ra cái mùi thối sữa vô cùng buồn nôn. Cả người anh trương phình như một quả bóng sắp nổ, da trắng bệch, bong chóc như đã làm mồi cho một đàn cá con. Phần da tay lộ ra bên ngoài đã bị lột sạch, chân dù có ma sẩy nhưng không khá khẩm. Lúc được đội cứu hộ đem lên, phần da mặt của Long phần lớn đã bị tróc ra. May mắn chính là nước trong hồ rất lạnh, nếu không đợi đến lúc đó chắc cũng chẳng còn gì để mà vớt. Lý không thể để cho Huệ một mình ở bệnh viện nên đành ở lại. Tối đó Lý nằm ở ghế hành lang, vô tình nhìn thấy hồn ma của Long. Nhưng anh hôm nay xuất hiện vô cùng nhạt nhòa, cứ như sắp tan biến vào hư không. Lý đi tới gần nhỏ giọng: "Tôi sẽ giúp chị Huệ lo tang sở cho anh yên tâm đi. Như này thì anh có thể về nhà chưa?" "Không được, tôi không thể đi. Tôi không nhìn thấy đường về nhà của mình. Đám hồn ma kia muốn tôi phải ở lại đấy. Chúng bắt tôi phải trở thành hồn ma vất vưởng như bọn chúng." Long chỉ là một người mới chết không lâu, anh không thể chống lại đám hồn ma đã có hơn mấy chục năm hoặc mấy trăm năm tuổi. Mỗi lần anh muốn về nhà đều bị chúng kéo chân không cho đi. "Tôi sẽ đưa anh về nhà, cố gắng đợi tôi thêm một thời gian nữa," Lý chắc nịch mà nói. Lòng cảm kích vô cùng, dù anh không còn nước mắt để mở khóc, dù bề ngoài của anh có kinh tởm bao nhiêu, Lý vẫn không sợ hãi và đồng ý giúp cho anh. Không cách nào thể hiện đồ sự biết ơn của mình, Long quỳ sụp xuống lạnh Lý trước khi biến mất. Mà dù bị đám hồn ma đó giữ chân, Long vẫn tìm được cơ hội đi theo cầu để nhờ giúp đỡ. Điều đó cho thấy đám hồn ma kia cũng không mạnh mẽ cho lắm. Nghĩ như vậy, cậu cũng yên tâm hơn rất nhiều. Vì tình trạng thi thể như vậy, hỏa thiêu là lựa chọn tốt nhất. Chiều muộn ngày hôm sau, Lý và Huệ mới trở về nhà. Mọi thủ tục đã được hoàn thành, trong tay cô cầm theo một hũ tro cốt. Ánh mắt thất thần, bước chân nặng nề trở về căn nhà của hai vợ chồng. Hũ tro cốt được đặt trên bàn, Huệ mặt mày tái nhợt, ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào trong nó. Cô vẫn chưa tin rằng người đàn ông mình yêu thương đã vĩnh viễn rời đi. Bàn tay bất giác đặt lên bụng khẽ vuốt ve, khóe mắt bắt đầu nóng dần lên. "Tôi ở nhà chờ đợi, trách móc anh ấy, nghĩ anh ấy đã ngoại tình phản bội, nhưng không ngờ anh ấy lại cô độc nằm dưới mặt hồ lạnh lẽo kia," Huệ nói. "Chị hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng, bớt đau lòng đi nhá. Chuyện đã rồi, chị phải sống tốt để con nuôi dưỡng dòng máu cuối cùng của anh ấy nữa." Lúc em nói nhặt được túi vải ở bên đường, chị thậm chí đã nghĩ có phải anh ấy đã quăng nó đi hay không. Không ngờ rằng chuyện lớn như vậy xảy ra, hai bên dòng họ nhanh chóng nhận được tin tức mà đến chật kín cả nhà Huệ. Lý là người ngoài, cậu cũng không tiện ở lại nên nói thêm vài câu rồi rời đi. Cả đêm phải nằm trên mấy chiếc ghế cứng như đá, khiến cho cả người Lý đều trở nên ê ẩm. Vừa trở về phòng, cậu đã leo thẳng lên giường đánh một giấc. Lúc Lý tỉnh dậy thì trời bên ngoài cũng đã tối. Cậu vậy mà lại ngủ mê man từ sáng đến tối muộn. Cậu ngồi trên giường trong vài giây còn giật mình vì tưởng bản thân đã trễ giờ lên lớp. Lý cầm điện thoại lên xem giờ mới phát hiện ra có đến mấy cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ cậu và Kiệt.
Kiệt nhanh chóng gọi lại cho mẹ, bị bà mắng cho một trận. Bà đã gọi cho cậu mấy lần nhưng không nghe. Nếu cậu còn không gọi lại, chắc chắn mẹ cậu sẽ bắt xe lên ngay lập tức. Sau khi bà nghe những lời thầy Sáu nói, hầu như trong mỗi cuộc điện thoại bà đều nhắc về chuyện này. Chắc có nằm mơ bà cũng không ngờ điều bà lo lắng đã xảy ra, nhưng con trai bà lại vô cùng bình tĩnh để đối mặt. Trấn an mẹ xong, đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân tắm sửa. Lúc trở ra, trên tay cậu vẫn cầm theo chiếc khăn xoa đầu, xoa xoa mái tóc đang nhỏ nước. Cậu đi tới chiếc bàn gỗ nhỏ, tờ trong hộp tủ, lấy ra chiếc hộp mang về từ nhà thầy cố mở ra. Bên trong hộp là một cái chuông đồng lớn khoảng 3 ngón tay cùng một nắm nhang chừng chục cây. Những cây nhang này đều là do thầy cố tự làm. Ngoài nguyên liệu là các loại thảo mộc cần thiết, thầy còn trộn thêm một ít chua sa vào trong. Chuông đồng thầy cố đưa được gọi là chuông dẫn hồn. Theo những gì ông nói thì một người khi chết một cách đột ngột sẽ sinh ra trong lòng sự uất hận. Nếu không được dẫn dắt, mãi mãi sẽ bị giam lòng tại nơi bản thân đã chết. Long ở trường hợp ngoại lệ, anh rất muốn về nhà nhưng lại bị đám quỷ hồn ác ôn giữ chân. Hiện tại cần có người mở đường dẫn lối, anh mới hoàn toàn thoát khỏi đám người kia. Cậu đến dùng chuông dắt hồn đưa Long đi, nhất định sẽ chọc giận đám ma quỷ. Bột chua sa có tác dụng trấn trạch, trừ tà, át phần sóng âm tăng mạnh khí xương. Thầy cố bảo cậu trong lúc dẫn hồn phải đốt nhang chua sa lên, mỗi lần đốt một cây, luân phiên đến khi đến nhà của hồn ma dẫn dắt thì thôi. Có như vậy, đám quỷ hồn kia mới không thể bám theo, cũng sẽ không bao giờ bị chúng quấy phá. Dù vậy, thầy cố vẫn cảnh báo trước, trở thành một người dẫn dắt chính là để cho hồn ma kia mượn tạm phần lưng mà tựa. Tiếp xúc gần với âm khí như vậy, sức khỏe nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Lý đã đưa ra quyết định của mình, dù có bao nhiêu khó khăn, cậu nhất định phải thực hiện lời hứa. Đặc biệt là khi cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Huệ khi vừa ôm cho cốt của chồng ôm trong bụng mình. Hơn 9 giờ tối, Lý mang theo chuông đồng ra khỏi khu trọ, cậu chạy xe đến chỗ giao điểm. Không biết có phải đã cảm nhận được điều gì đó hay không, khi Lý vừa bước xuống xe, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua đế giày, chuyển thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu của cậu. Bất giác dùng mình vài cái, bàn tay đưa vào trong túi, lấy ra một cái bật lửa. Một nén nhang được Lý đốt lên, cắm ở đầu xe. Lý đi tới nơi Long đã gặp nạn, hít một hơi thật sâu, khẽ rung lên ba hồi chuông rồi bảo: "Anh Long ơi, em đến đưa anh về nhà đây." Lời Lý vừa nói, từ bên dưới mặt hồ tĩnh lặng xuất hiện một đám tóc đen. Lúc xác Long được vớt lên, Lý cũng có mặt ở đấy, nhưng cậu không đợi nhìn kỹ vì những người cứu hộ đã che chắn phần lớn. Nhưng giờ cái nhìn của Lý lại cực kỳ rõ ràng, đến cả con mắt như sắp rơi ra ngoài của Long cũng được cậu nhìn rõ. Có lẽ Long nên cảm thấy may mắn khi hồ này không có cá, nếu không trong vòng một tuần sợ là đến cả xương cũng không có. Những vết thương trong lúc rơi xuống vì ngâm trong nước bị nhiễm trùng cực kỳ nặng, phần thịt vụn vãi tái nhợt lộ lộ ra bên ngoài. Long cứng nhắc điều khiển cái cổ như đá của mình, cúi đầu cảm tạ Lý. Trong tầm mắt của Lý, Long chậm chậm biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, phần cổ cậu lập tức cảm thấy cực kỳ nặng nề. Lý cố gắng bỏ qua cái cảm giác lạnh lạnh nặng nề kia mà đi đến xe. Chiếc chuông nhỏ được cậu đeo vào trong cổ tay, theo từng cái đánh tay của cậu, nó lại reo lên một tiếng: "Để hắn ở lại đây." Lý vừa quay đầu liền nghe có tiếng nói từ phía sau. Cậu quay ngoắt đầu lại, từ dưới hồ những bóng trắng mờ ảo lên đến hàng chục từ dưới hồ bò lên. Bọn chúng xếp thành hàng và có ý định ngăn cản không cho Lý mang hồn của Long rời đi. Đúng là đám ma quỷ khốn nạn, Lý nhỏ giọng mắng một tiếng rồi nhanh chóng leo lên xe. Mùi nhang chua xa khiến đám ma quỷ không dám đến gần. Chúng bám theo xe nhưng không thể tiếp cận. Dù vậy, đám xe sàn đó luôn tìm cách kéo cậu lại. Mỗi khi nhang sắp tắt, chiếc xe bị giật lại đến mức cậu không thể nào điều khiển. Đoạn đường san nan đến mức tưởng chừng như không thể vượt qua. Trái tim Lý đập thình thịch khi cậu đốt đến nén nhang cuối cùng. Rất may chính là đám ma quỷ kia không thể rời quá xa nơi giao điểm, và mùi của chua xa đã khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng đau đớn nên không thể nào bám theo. Dưới ánh mắt sợ hãi cùng giận dữ của chúng, Lý cuối cùng cũng có thể đưa Long trở về nhà. Nhìn Long biến mất sau cánh cửa,
khiến Lý cảm thấy những việc bản thân đang làm cứ như trải qua một giấc mơ. Huệ đang nằm trên giường nghe tiếng gõ cửa, cô chống tay ngồi dậy đi ra mở. Long cầm trên tay hai túi đồ lớn đi vào, miệng không quên cào nhau. Nhà hết cái gì thì mua cái đó liền đi chứ, đợi không còn gì để mua, tay xách cho gãy ra. Long đem túi đồ vào trong bếp, tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ vào trong đúng vị trí, lại đặt thêm vài túi đồ ăn, lại nói: hôm nay em đã mệt rồi nên không cần phải nấu ăn nữa đâu, anh có mua bún bò ở quán dì Chín này, hâm nóng lại rồi ăn thôi. Huệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt cô vẫn chưa kịp khô, nỗi đau trong tim vẫn chưa lành. Đảo mắt nhìn quanh trong căn nhà, chẳng có ai ngoài cô và Long cả. Trước đó về chuyện của anh, dòng họ hai bên đều đã đến, nhưng giờ chẳng có một ai, trong nhà cũng không có ảnh thờ hay hú cho cốt. Huệ chậm rãi đi đến chạm vào cánh tay của Long, sự ấm nóng chuyển đến đầu ngón tay, khóe mắt lại bắt đầu nước, nhưng cô nhanh tay gạt đi trước khi nó chảy xuống. Trái tim cô cuối cùng đã có thể đập lại bình thường. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Để em làm cho, anh mới đi làm về, ra ngoài kia ngồi đợi đi. Sau khi có em bé, khẩu vị của Huệ đã thay đổi rất nhiều. Cô không thể ăn những thứ có mùi vị quá nồng hay quá đậm, thậm chí còn cực kỳ kén ăn. Bún bò là món cô cực kỳ yêu thích, dù vậy cũng không thể nào ăn nó thay cơm. Đồ ăn vừa mua nên vẫn còn nóng, Huệ chỉ cần hâm lại phần nước là có thể ăn được ngay. Huệ đã ngủ một giấc rất dài, nhưng cô cứ nghĩ bản thân đã trải qua những chuyện khủng khiếp mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, Huệ bỏ thêm gia vị vào, không nhìn được húp một muỗng súp. Thật sự là ngon quá đi, sau này đứa nhỏ cha sẽ không có khẩu vị giống em đâu, phải không anh? Phải giống chứ, đứa nhỏ mà là con gái chắc chắn sẽ rất giống em, xinh đẹp, tốt bụng, lại chịu thương chịu khó. Long mỉm cười nói, giống như anh đã thật sự nhìn thấy đứa nhỏ của hai người vậy. Huệ híp cả mắt lại, trầm giọng: có phải anh giấu em chuyện gì không? Tại sao tự nhiên miệng lại ngọt như mật ong thế? Căn nhà này đã xuống cấp, xung quanh bình thường cũng không có nhiều người, nên sẽ rất nguy hiểm nếu như em té ngã hoặc là gặp vấn đề gì đó. Em nên về quê mẹ một thời gian đi, đợi đứa nhỏ sinh ra cứng cáp rồi có thể gửi cho bà chăm. Đến lúc đó em hãy ra ngoài đi làm. Mẹ anh sức khỏe đã yếu rồi, trong nhà lại có thằng út cần chăm sóc, nên sẽ không tiện nếu đưa đứa nhỏ về đấy. Anh đang nói gì vậy? Huệ buông đũa trợn mắt nhìn anh. Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con em, để dành tiền xây nhà mới, mua xe cho em đi, nhưng anh không làm được. Sau này nếu con có hỏi, em cứ việc nói xấu anh, không cần nói dối rằng anh là một người cha tốt đâu. Huệ tức giận đập bàn gắt lên. Rốt cuộc anh đang muốn nói gì cơ chứ? Anh thật sự không muốn cho em nhìn thấy bộ dạng này của anh một chút nào, Long nhỏ giọng. Long vừa dứt lời, đèn trong nhà chớp tắt vài cái rồi lại tắt ngúm. Nhờ ánh đèn trước cổng chiếu vào, Huệ cuối cùng đã nhìn thấy được bộ dạng hiện tại của anh. Trên người anh bốc ra một mùi tử thi hôi thối, da bắt đầu nhạt dần, nhìn từ trên xuống dưới chẳng giống một người sống chỗ nào. Huệ nước mắt lại rơi như mưa, nhìn anh nức nở. Anh thực sự đã chết rồi sao? Anh sẽ không ở bên cạnh mẹ con em nữa được phải không? Đứa nhỏ sinh ra đã không có cha, em làm sao vừa làm cha vừa làm mẹ được đây? Khi là vợ anh, em đã là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Khi trở thành một người mẹ, em sẽ càng mạnh mẽ hơn. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em và con, dù em không nhìn thấy. Long quay đầu nhìn về phía bức tường đối diện với bàn gỗ, ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối. Khi đứa nhỏ ra đời, em hãy giúp anh nói với nó rằng cha nó đã rất mong chờ sự ra đời của nó, nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Huệ nhìn theo hướng mắt của Long, nơi bức tường vài phút trước vẫn còn trống rỗng, giờ lại chễm chệ di ảnh của Long. Cô quay đầu nhìn người trước mặt, đưa tay lên miệng miệng ngăn tiếng khóc thét trong cổ họng. Long từ từ tan biến trong không khí. Trước khi rời đi, anh vẫn không thể quên được tình cảm to lớn của mình dành cho Huệ. Một đời này của anh, chuyện thành công nhất anh từng làm chính là cưới được em làm vợ. Huệ giật mình mở mắt. Mẹ cô ở bên cạnh vỗ vỗ lấy tay của cô,
Đây là hành động lúc nhỏ bà vẫn hay làm để ru cô ngủ. Mẹ ơi! Huệ nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Mẹ Huệ nghe thấy tiếng cô gọi liền bật dậy chồm người lên, tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, thấy không còn nóng như lúc ban đầu mới yên tâm. Con muốn ăn gì không? Mẹ biết con không muốn ăn, nhưng mà phải ăn vì đứa nhỏ trong bụng nữa. Mẹ ơi, anh Long đi thật rồi. Huệ tự nhiên nói như vậy khiến cho bà không biết trả lời ra sao, thần người đứng nguyên tại chỗ, vài giây sau mới đáp. Ừ, nó đi rồi con. Lời thầy cố nói quả thật không sai. Sau khi về nhà, Lý bắt đầu cảm thấy lạnh, cảm giác như bản thân chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, ngâm cả người trong nước đá. Bên ngoài lạnh đến tê cống, nhưng bên trong của Lý thì lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu cháy. Dù là đắp nền hay tắm nước lạnh đều không thể thỏa mãn. Lý cứ như vậy chết đi sống lại trong những ngày đó. Mẹ Lý sau khi biết chuyện đã bắt xe lên ngay với cậu, đi theo còn có cả thầy Sáu. Ông giúp cậu làm phép để trừ âm khí ở trong người. Dù vậy, Lý vẫn không thể rời khỏi giường trong vài ngày vì kiệt sức. Ngày thứ tư sau khi Lý đưa hồn ma của Long về nhà, cậu nhận được cuộc điện thoại của Huệ. Trong điện thoại cô nói rằng bản thân sẽ cùng về quê với mẹ. Cô gọi điện để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu trong thời gian qua, đặc biệt có nhắc đến việc cậu đã nhặt được nhẫn cưới của cô và Long. Lý lúc nghe vậy đột nhiên nghĩ đến gì đó liền bảo, chắc anh Long muốn em nhặt nó đem về cho chị đấy, vì anh ấy biết nếu nó rơi xuống hồ chắc chắn sẽ không thể tìm thấy, cho nên dù bản thân đang gặp nguy hiểm vẫn ưu tiên mà cứu nó trước. Huệ nghe vậy lại vui vẻ. Đúng vậy, anh ấy nói việc thành công nhất đời anh ấy làm là cưới được chị đấy. Nếu anh ấy làm mất nhẫn cưới thì phải đào 3 tấc đất lên, chị cũng phải lôi anh ấy lên mà hỏi tội. Trong giọng nói của Huệ chứa đựng sự bình tĩnh và điềm đạm cậu chưa từng thấy. Cậu vẫn mong cô thật sự đã nghĩ thông chuyện này. Giải quyết xong chuyện của Long, Lý trở về cuộc sống bình thường của mình. Mục tiêu ngày kiếm 1 triệu bạc, cậu lấy làm kim chỉ nam trong 1 tháng. 9 giờ tối, Lý đang ngồi ở quán cà phê hơn 1 tiếng vẫn không có khách. Cậu đang nghĩ xem bản thân có nên trở về và đánh một giấc hay không, lại nhận được cuộc gọi từ số lạ. Vừa nhấc máy lên, giọng một cô gái lập tức vang lên. Cô ta chả nói chả rằng báo cho cậu một cái địa chỉ, xong thì bảo đến đưa tôi về nhà. Lý nghĩ chắc là một hồn ma khác đang không biết đường về, liền đi theo địa chỉ tới đó để xem thử. Lý còn nghĩ nếu cứ theo cái đà này không chừng hết tháng cậu lại có thể hành nghề người dẫn hồn cũng nên. Vừa ra khỏi quán cà phê, cậu nhận được một tin nhắn khó hiểu của Thái. Bạn bè là hoạn nạn phải có nhau phải không? Lần này trông cậy vào ông đấy. Lý không có thời gian để hiểu ý của Thái. Cậu cất điện thoại và nhanh chóng chạy xe đến địa điểm cô gái đã nói trước. Lúc chạy xe gần đến nơi, Lý ngạc nhiên khi đó lại là một con đường vắng. Có điều đây là một con đường nằm trong khu công nghiệp, buổi tối sẽ không có người đi lại, nhưng hai bên vỉa hè có đèn đường chiếu sáng. Địa chỉ cô gái đưa hóa ra lại là một công ty nằm trong khu công nghiệp. Lý chạy đến gần cổng, thấy có một bóng người siêu vẹo cúi đầu đứng bên cạnh cột đèn đường. Trên người cô gái mặc một chiếc váy trắng, giày và bắp chân dính đầy bùn đất, đầu cúi xuống khiến mái tóc rũ rượi phủ xuống che mất khuôn mặt. Lý đậu xe, do dự đi từng bước đến bên cạnh nhỏ giọng. Cô là người gọi điện nói muốn về nhà phải không? Cô gái vẫn không ngẩng đầu, gật đầu mà đáp. Về nhà, tôi muốn về nhà. Chẳng ai muốn đưa tôi về nhà cả. Tại sao lại không ai đưa tôi về nhà chứ? Lý nuốt nước miếng, gật đầu tỏ ra mình đã hiểu mọi chuyện. Đột nhiên nhớ ra bản thân không đem theo chuông dẫn hồn, liền lên tiếng dặn cô gái. Cô ở đây đợi tôi một lát nhé. Tôi phải về nhà lấy chuông dẫn hồn mới đưa cô về nhà được. Chân mày cô gái nhíu lại, cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Cô ngẩng đầu vuốt tóc ra phía sau, trợn mắt mà nhìn cậu. Dẫn hồn cái gì chứ? Cậu đang xem tôi là vong hồn vất vưởng đấy à? Thấy ánh mắt mở to của Lý, cô lớn tiếng hét vào trong mặt của cậu. Tôi là người nhá, còn chưa chết đâu. Lý đưa tay che miệng, biết bản thân vừa phạm phải một sai lầm vô cùng tai hại. Cậu lại cười cười chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, tôi cứ tưởng. Vậy giờ đưa cô về nhà được không? Phải đến lúc cô gái ngồi lên yên sau, hơi thở ấm áp phả vào trong gáy,
mới khiến cho cậu tin rằng đây thật sự là người. Tự gửi bản thân về những suy nghĩ vừa nãy, mùi rượu sộc thẳng vào trong mũi, giúp cậu giải thích cho tư thế siêu vẹo, cục gật của cô gái khi nãy. Cũng may cô gái này vẫn còn nhớ nhà mình ở đâu, nếu không hai người chắc phải chạy xe khắp thành phố đến khi cô ta tỉnh rượu. Lý, một người chưa bao giờ tiếp xúc quá gần gũi với phái nữ, bị cô gái lần đầu gặp mặt vòng tay ôm chặt, cảm giác có một chút mới lạ. Gió mạnh khiến cô gái tỉnh táo hơn một chút, nhận ra bản thân đang được đưa về nhà liền bảo: ai cũng từ chối tôi, chỉ có mỗi cậu là đồng ý, cảm ơn cậu nhiều nhé. Lý đoán có lẽ vì cô say rượu, đám người kia sợ sát dối nên từ chối không chở cô. Không có gì đâu, nhiệm vụ thôi. Sau này cậu sẽ vẫn chở tôi phải không? Cô gái đột nhiên hỏi. Lý nghe vậy liền đáp: đương nhiên, chỉ cần cô gọi tôi sẽ lập tức tới ngay. Cảm ơn rất nhiều. Cô gái nói xong liền gục gật nửa tỉnh nửa mê trên lưng của Lý. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu, giống như vừa tỉnh dậy liền giật mình nhận ra mùa xuân đã đến. Ngẫm nghĩ trong đầu, Lý lại lẩm bẩm: tưởng mình chỉ có duyên với người âm cơ chứ. Sáng hôm sau tổ tập với đám bạn, Lý mới hiểu ra ý nghĩa tin nhắn kia của Thái. Hóa ra cậu ta cũng đã là một trong những tài xế nhận cuốc xe của cô gái. Nhưng sau khi đến thấy cô đứng không vững, liền cho cô số điện thoại của cậu. Bữa sáng hôm đó được Thái thanh toán như một chuộc lỗi. Nhưng khi cậu ta chuẩn bị rời đi, lại nghe Lý nói: tôi đã tìm được một mùa xuân nhỏ, nhờ vào Hòa mà cậu đã xeo. Cảm ơn nhiều nhá, bạn Hiền. Nhìn theo bóng lưng Lý rời đi, Thái đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu. Cậu ta bỗng dưng cảm thấy những người bạn của mình dường như đều có những bí mật không thể nói rõ ràng. Điện thoại đúng lúc báo tin, Thái bấm nhận rồi nhanh chóng leo lên xe. Theo dòng xe tấp nập, chiếc xe hiệu Everblade màu đen được Thái thừa hưởng từ anh trai bon bon chạy trên đường. Đối với cậu ta, kiếm tiền vẫn là việc làm tốt nhất, chuyện còn lại cứ để tương lai mà tính tiếp. Quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại những bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách theo dõi kênh, ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành bộ truyện mới. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ.